Thưa quý vị, thời gian qua, một số tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền xuất hiện trên mạng Internet đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia. Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Bộ Công an cho biết đã đấu tranh làm rõ đối tượng bịa đặt thông tin trên. Liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, từ cuối tháng 10 năm 2016, trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xuyên tạc chủ trương chính sách kinh tế của nhà nước. Từ đó bịa đặt thông tin Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới, bịa đặt rằng những mẫu tiền này đã được in và chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Từ đó kêu gọi người dân rút hết tiền khỏi ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ, kèm theo các bình luận phỉ báng chính quyền và kích động chống phá. Trong đó, fanpage Việt Bầu với gần 70.000 lượt like liên tục đăng tải các thông tin bịa đặt liên quan đến việc Việt Nam đổi tiền. Do có lượng theo dõi lớn nên thông tin bịa đặt mà trang này đăng tải lan truyền rất nhanh trên không gian mạng, góp phần hình thành và lan truyền tin đồn thất thiệt. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng Bộ Công an cho biết, trang Facebook Việt Bầu gồm 3 đối tượng quản trị. Một trong số này là Nguyễn Xuân Long, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1982, trú tại tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Long khai, trang Facebook Việt Bầu do đối tượng nữ ở Mỹ có tên Nguyễn Hằng tạo lập và quản trị từ năm 2015. Tháng 9 năm 2016, Nguyễn Xuân Long được Nguyễn Hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài. Nguyễn Xuân Long sử dụng Facebook Phong Tuấn với bi danh Mr. Duck để đăng tải các bài viết trên trang Việt Bầu, trung bình mỗi ngày 10 bài, do tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống, nhưng kèm theo đó là các bình luận xuyên tạc do Nguyễn Xuân Long bịa đặt thông tin và đăng tải lên trang Việt Bầu với mục đích tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, từ đó gây bất ổn về chính trị để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật. Quá trình trao đổi thông tin trên mạng, tháng 9 2016, tôi được một người nữ ở Mỹ tên Nguyễn Hằng mời làm biên tập viên cho Facebook Việt Bầu. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tôi cập nhật thông tin từ nhiều nguồn, kể cả báo nhà nước và trang mạng lề trái chưa kiểm chứng để viết bài tin đồn như sau: Việt Nam có thể sẽ có đổi tiền, và một số bài viết khác có nội dung xấu về chính trị. Sau bài này, đã có hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận. Hậu quả gây ra rất nghiêm trọng, làm người dân ồ ạt rút tiền khỏi các ngân hàng để mua vàng và đô la dự trữ, ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ. Kết quả điều tra của Bộ Công an đã cho thấy rõ bản chất bịa đặt và dụng ý xấu của những đối tượng tham gia lan truyền thông tin thất thiệt. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan đến trang Facebook Việt Bầu, cũng như các đối tượng khác tham gia bịa đặt, xuyên tạc, phát tán thông tin thất thiệt để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối tượng dùng vũ khí bắn trọng thương một chiến sĩ công an rồi trốn thoát tại thành phố Kon Tum cũng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Chi tiết trong cụm tin vắn sau đây. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng của Bộ Công an phối hợp với công an hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã bắt được Trần Trung Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, thu giữ một số vũ khí nóng. Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 30 tháng 11, khi bị truy bắt, Hùng đã dùng vũ khí bắn trọng thương một chiến sĩ công an rồi trốn thoát. Cơ quan công an cũng đã phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng cùng trú ở thành phố Kon Tum vì có hành vi che giấu giúp Hùng trốn thoát. Hôm nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện luật khiếu nại tố cáo. Trong 4 năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận gần 387.000 đơn khiếu nại tố cáo, qua giải quyết đã thu hồi hơn 860 tỷ đồng và 316 ha đất cho nhà nước, 512 tỷ đồng và hơn 418 ha đất cho công dân. Hội nghị đã làm rõ những vướng mắc tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo để phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung luật khiếu nại tố cáo trong thời gian tới. Nếu trong đăng ký giao dịch niêm yết chứng khoán,
các doanh nghiệp có thể đối mặt với 6 mức phạt khác nhau, trong đó mức phạt cao nhất lên tới 3 đến 400 triệu đồng. Đó là một trong nhiều điểm mới của Nghị định 145 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đây cũng là một trong những nội dung được các doanh nghiệp đề cập nhiều nhất tại hội nghị triển khai một số chính sách mới về cổ phần hóa và đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức. Về mức phạt và khung phạt, nghị định chỉ điều chỉnh mức phạt với một số ít các hành vi vi phạm vẫn diễn ra nhiều và mức xử phạt vẫn chưa đủ tính răn đe.